Trung tâm Anh ngữ quốc tế Sydney vinh dự là đại diện của Đại học Cambridge đào tạo và cấp chứng chỉ quốc tế ISO, đồng thời là phân nhánh của Hội đồng Anh, British Council và IIG, đơn vị khảo thí và tổ chức thi IELTS, TOEFL tại Việt Nam, tổ chức khảo thí IELTS cho giáo viên, học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong. Trung tâm Sydney tự hào là đơn vị tại Nam Định được Sở Giáo dục và Đào tạo cho phép đào tạo tiếng Anh cho giáo viên theo tiêu chuẩn chức danh, nghề nghiệp, giáo viên của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sydney là đơn vị chính thức giảng dạy, đảm nhiệm vai trò nâng cao trình độ dạy và học tiếng Anh cho các trường phổ thông theo đề án dạy và học ngoại ngữ theo hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020. Chúng tôi không ngừng nỗ lực nghiên cứu, thiết kế nhiều chương trình đào tạo quốc tế và phù hợp với nhu cầu của người học như tiếng Anh mầm non, tiếng Anh trẻ em, tiếng Anh dành cho sinh viên, tiếng Anh doanh nghiệp, tiếng Anh chuyên sâu về từng lĩnh vực, luyện thi TOEIC, TOEFL, IELTS, B1, B2 châu Âu, IOE quốc gia, hùng biện tiếng Anh, v.v. Tâm huyết của chúng tôi là duy trì truyền thống hiếu học đất thành Nam, giúp học viên xóa bỏ được những rào cản khi giao tiếp bằng tiếng Anh để mọi học viên của Sydney yêu và sử dụng tiếng Anh thành thạo như thứ ngôn ngữ thứ hai. Ngay từ những ngày đầu mới thành lập, với tầm nhìn chiến lược, Sydney đã luôn nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các sở ban ngành trên địa bàn tỉnh. Trung tâm Sydney vinh dự là một trong số rất ít đơn vị uy tín được British Council, Hội đồng Anh chọn làm đối tác văn phòng đại diện thi IELTS tại Việt Nam. Trung tâm Anh ngữ quốc tế Sydney là tổ chức đào tạo Anh ngữ tại Nam Định với 100% giáo viên bản ngữ Anh Mỹ có bằng cấp giảng dạy quốc tế, được tuyển chọn giảng dạy tại 12 trường công lập theo đề án NNQG 2020 năm học 2014-2015 và 2015-2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Là đơn vị hợp tác nâng cao năng lực dạy và học tiếng Anh theo tinh thần của đề án NNQG 2020 của các trường công lập. Đồng hành cùng cuộc thi Hùng biện tiếng Anh cấp tỉnh do Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định tổ chức. Học viên Sydney luôn đạt giải cao tại các kỳ thi cấp tỉnh và cấp quốc gia. Những thành tích xuất sắc của học viên Sydney trong các kỳ thi lớn một lần nữa đã khẳng định chất lượng đào tạo của Trung tâm Anh ngữ quốc tế Sydney